Xin chào bạn, trong video này thì mình sẽ giới thiệu được các bạn một thế giới giang hồ rất là thú vị, có tên gọi là Uy Trấn Lịch Đảm. Thế này là một thế giới giang hồ ăn tiền vỉa hè rất là hay gặp trên đường phố và là một thế giới rất tinh vi. Và mình khuyên là nếu như các bạn đi trên đường phố mà gặp thể loại có thế như thế này thì các bạn không nên chơi, bởi vì các bạn cho dù có bắt đỏ hay là bắt xanh thì các bạn chắc chắn thua và bị mất tiền thôi, vì đây là một thế giới mà có nhiều cạm bẫy rất là hiểm ác. Như vậy thì câu hỏi là những cái bí ẩn và những cạm bẫy tinh vi của thế cơ này là ở đâu? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu. Nhìn thế cơ ở đây thì các bạn quan sát là con tướng của bên đen ở đây đang bị con chốt của đỏ ở đường số 7 và con tướng ở lộ số 5 giam chặt, khiến cho con tướng đen không di chuyển được. Và dường như là bên đỏ chỉ cần chơi đơn giản là tấn con xe xuống chú tướng là bên đen sẽ hết cơ. Tuy nhiên thực tế là nếu như bên đỏ không cẩn thận thì mà sẽ thua. Nên thử lấy ví dụ nhà hàng đã đâm xuống chiếu như vậy thì bên đen sẽ có một đòn đáp trả các giang hồ là thoái con mã và để đỏ. Nếu như đỏ ăn con mã thì đen tiếp tục sẽ thoái mã và để phòng tránh đòn đánh của bên đỏ. Thì bên đỏ bây giờ bắt buộc là phải ăn mã tiếp rồi chiếu tướng, thì bên đen sẽ có đòn đánh là thoái con pháo này về, vừa đỏ đòn chiếu của bên đỏ mà vừa sử dụng xe để chiếu ngược thì bên đỏ sẽ bị thua. Thì đây chính là một cái cạm bẫy tinh vi của cái thế cờ này, mà nếu như những người cầm đỏ không chú ý và không suy xét cẩn thận thì sẽ thấy đến khi mà mất ví trả tiền rồi thì mới ngộ ra là mình bị lừa. Đó. Thì cái thế cờ này là một cái thế cờ mà như các bạn thấy là hoàn toàn không đơn giản, vì mình đỏ mà đi sai thì mình đã sẽ thua. Nguyên nhân là thực tế thì tình trạng của tướng đỏ cũng rất là nguy ngập, vì các bạn quan sát là con tướng đỏ ở đây đang bị con xe đen khống chế không di chuyển được, và bên đen thì đang đe dọa đòn đánh là rút con pháo này về bất cứ một vị trí nào thì con xe này sẽ đâm chiếu ngược ngay. Do đó nếu mà bên đỏ mà ra chiêu không chính xác thì bên đỏ sẽ ngay lập tức bị dính phải độc thủ của đen và thua ngay. Như vậy thì câu hỏi là bên đỏ phải tấn công bên đen như thế nào? Thì cái nước đầu tiên và dĩ nhiên là bên đỏ phải chơi là phải tấn xe xuống chiếu thôi, vì cũng không có nước nào hay hơn để đi. Thì tấn xe xuống chiếu như vậy thì dĩ nhiên là bên đen họ sẽ thoái con mã này về đỏ rồi. Mà đỏ ăn mã đen chiếu tướng thì bên đen sẽ tiếp tục thoái con mã về đỏ. Đến đây thì bên đỏ nếu như các bạn cầm đỏ thì các bạn cần phải rất là cẩn thận, vì các bạn không thể mà phạm phải sai lầm bằng cách là sử dụng xe ăn mã được, vì khi đã họ rút con pháo này về họ đỡ chiếu và họ chiếu ngược là bên đỏ sẽ bị thua ngay. Thì ở đây để tránh cái đòn rút con pháo này về chiếu tướng hết cơ của bên đen thì bên đỏ sẽ có một cái di chuyển cực kỳ cao, đó là bình con pháo sang ăn con mã. Không sử dụng xe ăn mã mà lại chuyển pháo sang ăn mã, là mục đích là sử dụng con pháo để bắt con xe của bên đen và giải trừ cái thế đánh bí của bên đen. Thì bị pháo bắt như vậy thì bên đen cơ bản là có hai cái lựa chọn để chơi tiếp. Lựa chọn thứ nhất là bình chốt sang đường 7 sang đường 8, là tránh cái đòn bắt pháo ăn xe của đối phương và vẫn giữ được cái nước cơ là rút con pháo này về để chiếu cục. Và thứ hai là mã 7 tấn 8, xe 7 bình 8. Thì đây là hai cái lựa chọn mà bên đen có thể chơi. Chúng ta sẽ thử khảo sát từng trường hợp. Ở trường hợp thứ nhất là bên đen chơi phương án là chốt 7 bình 8. Chốt 7 bình 8 với ý đồ là vẫn phục đòn đánh là rút con pháo này về để chiếu bí. Ở đây chú ý là khi mà các bạn cầm bên đỏ thì các bạn gặp thế này thì không thể rút con pháo này về để chiếu bí được. Rút con pháo này về bất cứ một vị trí nào để xe chiếu tướng thì bên đen họ sẽ có đòn đánh giang hồ là rút con pháo và vừa đỡ đòn chiếu của bên đỏ và vừa xe chiếu ngược là bên đỏ sẽ thua ngay. Do đó thì bên đỏ không thể rút con pháo này về được. Thì ở đây bên đỏ có một cái di chuyển rất là hay để đỡ được cái đòn bình chốt của đối phương, đó là bình con pháo sang. Chuyển con pháo sang như vậy là vẫn phục thủ đoạn là phá bắt xe. Thì con xe đen không thể ăn con pháo đỏ được, vì nếu mà xe đen ăn pháo đỏ như thế này thì bên đen sẽ ngay lập tức bị chặn nước. Thì đó bây giờ thì họ có thể ung dung họ rút con pháo này về là họ chiếu tướng là hết cơ ngay. Và con xe này không thể ăn được. Con xe thì bắt buộc là phải đứng ở hàng cửu để uy hiếp con tướng. Do đó bị pháo bắt ở đây thì bắt buộc là bên đen phải chạy con xe. Và khi mà đen chạy xe như vậy thì bên đỏ sẽ có một nước cờ cực cao để vừa giải sát vừa hoàn sát. Đó là nước cờ bình con pháo sang. Nước cờ rất hay của bên đỏ để chặn con pháo đen, không cho con pháo đen có thể chuyển về ở đây để phòng thủ. Thì bây giờ bên đen có di chuyển bằng nó cơ nào thì bên đỏ của họ cũng rút con pháo này về họ sử dụng xe họ chiếu thôi, là bên đen sẽ thua. Thì đây là một thế cơ mà chắc chắn bên đen sẽ thua. Mà lấy ví dụ chẳng hạn như bên đen
chuyển con pháo này về để xe chiếu tướng, thì bên đỏ họ sẽ rút con pháo này về, vừa đỡ đòn chiếu của đen mà vừa sử dụng con xe để chiếu ngược. Đây thì không biết là ai là bẫy ai. Do đó trong cái phương án đầu tiên, khi mà bên đen sử dụng lựa chọn phương án là mình còn chốt, thì bên đen sẽ bị dính phải mai phục của bên đỏ và bên đen sẽ thua. Nó có hoàn toàn không đơn giản. Như vậy chúng ta trở lại với tình huống có ở đây. Như vậy thì khi mà bên đỏ vật con pháo sẽ ăn mã và bắt xe, thì bên đen nhất thiết là không thể chơi nó cơ bình chốt được, bình chốt là thua ngay. Thì cái nước đi chính xác của bên đen phải là nó cơ là xe 7 bình 8 để tránh. Khi mà bên đen chơi xe 7 bình 8 như thế này thì đặt bên đỏ vào tình trạng rất là khó khăn. Vì bên đỏ bây giờ họ đỏ mà đi không cẩn thận mà rút con pháo để xe chiếu, thì bên đen họ sẽ rút pháo về, xe chiếu ngược là bên đỏ sẽ thua. Đây là một thế cơ mà như các bạn quan sát thì dường như là vô vọng đối với bên đỏ, vì bên đỏ đi kiểu gì thì bên đen họ cũng rút con pháo này về để xe chiếu ngược là bên đỏ thua. Tuy nhiên thực tế thì cái thế cơ này nó không đơn giản như vậy, bởi vì bên đỏ họ có một cái di chuyển sấm sét để có thể xoay chuyển cục thế. Đây là một nước cờ cực kỳ cao, cũng là tinh hoa của thế cơ này, là nước cờ là bình con pháo từ đường 2 sang đường 6 để thí xe, thả con xe cho mình đen ăn luôn. Và thấy là cái thế cơ này nó có những cái đòn đánh rất là giang hồ và bất ngờ, và nếu như một cái tay cờ mà nghiệp dư và không có nghiên cứu qua cái thế cơ này thì chắc chắn là sẽ thua, không thể nào nghĩ được những cái nước cờ phế quân rất là độc đáo này. Thì bây giờ bởi cái đòn đánh giang hồ này á, thì đặt bên đen vào một cái trạng thái rất là khó để có thể tính toán được. Ở đây thì nếu mà bên đen là một tay cờ gà thì chắc chắn là bên đen họ sẽ thoát con xe này và ăn con xe đỏ, và như vậy thì sẽ dính ngay mai phục của bên đỏ. Bên đỏ họ sẽ chiếu bí như sau, họ sẽ chuyển con chốt sang là chiếu tướng thấy pháo luôn, và bên đen ăn con pháo thì họ sẽ đâm con chốt này xuống, thì các bạn thấy là con tướng đang bị bắt chết ngay, không thể chuyển qua lầu 5 được, cả tướng mai phục rồi. Thấy đây là một cái đòn đánh rất là giang hồ. Như vậy thì trở lại với cục diện ở đây, và như các bạn thấy thì những cái thế cờ giang hồ thì thông thường thì nó có những cái đòn phế quân rất là hay, và thông thường thì khi mà đối phương phế quân thì chúng ta khi mà ăn quân của đối phương thì chúng ta cần phải xét rất là cẩn thận, bởi vì thông thường là những con quân mà họ thả cho chúng ta ăn thì thường là có càng bẫy. Chúng ta trở lại tình huống ở đây thì bên đen không thể ăn con xe của đỏ được, ăn xe là thua ngay. Thì nước đi chính xác của bên đen là thoái con xe này và ăn pháo, có bắt buộc của bên đen. Và câu hỏi là bên đỏ đánh tiếp như thế nào? Bởi vì sau khi mà bên đen họ thoái xe và ăn pháo thì họ vẫn sử dụng con xe, họ bắt con xe của bên đỏ và khiến cho bên đỏ không thể rút con pháo này về để xe chiếu tướng được. Rút pháo đi thì con xe đen họ ung dung họ thoái và họ ăn con xe của đỏ thôi, thì bên đỏ sẽ thua. Thì ở đây câu hỏi là bên đỏ phải đánh như thế nào? Nếu như các bạn suy nghĩ theo kiểu thông thường thì các bạn sẽ thua, vì bạn nghĩ theo kiểu thông thường thì bạn bắt buộc là bạn phải ăn con xe này và con xe đen, nhưng mà bạn đánh kiểu như thế này thì bạn sẽ thua. Lý do là bởi vì bên đen họ sẽ đánh như thế này, chiếu đã ăn buộc phải ăn pháo, sau đó bên đen họ sẽ chuyển con tướng sang đường số 5 để sử dụng cái mặt tướng và hỗ trợ cho con xe này, lý do sẽ chuyển sang là chiếu cục là bên đỏ sẽ thua. Bên đỏ không cách gì đỡ được đòn đánh của đen. Giả sử như bên đỏ có lên con xe để có thể đưa con xe này vào phòng thủ, thì bên đen họ sẽ không không chuyển sang này chiếu, mà họ sẽ đâm xuống chiếu, đỏ lên họ thoái về chiếu, buộc chạy con tướng đi đâu đó thì con xe sẽ ăn con xe của đỏ, và đỏ mất xe thì chắc chắn thua. Như vậy chúng ta trở lại với cái tình huống cờ ở đây, và như các bạn thấy là cái thế cờ này là thế cờ rất là thú vị, vì hai con xe nó đối mặt nhau, mà bên nào mà tham lam ăn con xe của đối phương trước là bên đó sẽ bị thua. Hay trở lại với cái tình huống cờ ở đây, như vậy thì bên bên đỏ không thể phạm phải sai lầm chết người là thoái con xe và ăn con xe đen được, thì như vậy thì đỏ thì sẽ thua. Thì câu hỏi là bên đỏ sẽ đánh như thế nào? Ở đây chắc chắn là bên đỏ phải ăn con xe đen, vì thả cho hai con xe đen ở đây tấn công thì bên đỏ không đỡ được, nên chắc chắn là phải ăn. Nhưng mà trước khi mà bên đỏ ăn thì đỏ cần phải có một cái di chuyển ở giữa, đó là nó cờ tấn chốt xuống để bắt con tướng. Tấn chốt xuống đây, ở đây chiếu tướng là một nó cờ rất cao của bên đỏ, và ép cho con tướng phải trôi lên. Thì khi mà con tướng nó trôi lên ở một vị trí rất là chơi vơi như thế này thì bên đỏ có thể sử dụng con xe để mà tấn công con tướng đen trong tương lai. Thì đây là một cái thứ tự đi quân rất là hợp lý của bên đỏ, và sau khi bên đỏ tấn xuống bắt con tướng đen trôi lên thì bên đỏ mới thoái về ăn con xe đen. Các bạn chú ý là trong những thế cờ giang hồ thì cái thứ tự đi quân rất là quan trọng, vì mình đi sai thứ tự một phát là lập tức là bị thua ngay, vì thứ tự rất là quan trọng.
Rồi sau khi mà bên đỏ thoái và ăn con xe đen như vậy thì bắt buộc là bây giờ bên đen phải chuyển xe qua tấn công rồi, thì bên đỏ sẽ chuyển con pháo sang tướng sang ăn pháo đen, đen chuyển con tướng sang để hỗ trợ cho con xe này tấn công, đe dọa là chuyển xe sang lại đánh cục. Thì bên đó họ sẽ gỡ được cái nấc bí và nó cơ là tấn con xe xuống để chiếu tướng. Như trước đã nói là bên đỏ có nó cơ tấn chốt xuống chiếu tướng trước rất là cao là ép con tướng phải lên lầu 2, thì bây giờ bên đỏ mới có cơ hội để tấn con xe xuống là tấn công. Thì bắt buộc là tướng đen phải trồi lên để né tránh. Thì bây giờ bên đỏ đơn giản là chuyển con xe sang đường 4 thôi, sử dụng mặt xe để hỗ trợ cho con tướng này để phòng thủ. Nên đây thì di chuyển hợp lý của bên đen là tấn chốt xuống, thì bên đỏ nhất thiết là phải tấn công bên đen, bởi vì để cho bên đen để tiếp tục đẩy chốt xuống nữa thì bên đỏ sẽ thua, không đỡ được vì đen có xe tướng và chốt này tấn công rất là mạnh. Thì đợt đi mà mình đỏ nhất thiết phải đi ngay là chuyển con pháo sang trung tâm để bắt con xe của đen. Ở đây nếu mà bên đen chạy xe chẳng hạn như chạy xe ở đây thì bên đen sẽ bắt lợi, vì đỏ sẽ thoái xe về chiếu tướng rồi tướng này thoái về sẽ sát chốt này vào, thì như vậy thì bên đen sẽ rất là khó để có thể đỡ được những đòn đánh của bên đỏ. Mà chúng ta trở lại với tình huống có ở đây, như vậy thì bị bắt ở đây thì nhất thiết là bên đen phải chuyển con xe sang để chiếu tướng và ép cho bên đỏ phải đổi xe. Đổi xe ở đây là nấc đi nhất thiết của bên đen để tiêu diệt đi con xe mạnh nhất của địch thì mới có cơ hội để đánh hòa. Ở đây về chiếu tướng thì bắt buộc là bên đỏ phải ăn con xe đen rồi và đen ăn lại xe đỏ. Kết quả thì như các bạn thấy sau khi đổi quân xong thì hiện tại bên đỏ thì còn 2 con chốt nhưng mà đã xuống sâu rồi, không thể tấn công được con tướng của đen. Con pháo này thì cũng mất hết sĩ tượng rồi, cũng không thể nào mà có thể tạo ra sự uy hiếp đối với con tướng đen. Trong khi đó thì đen chỉ có một tướng và một con chốt thì cũng không thể nào có thể chú bí được bên đỏ. Do đó đây là một thế cơ hòa. Nhìn chung đây là một cái thế cơ khá là hay, bởi vì hai bên có những cái cạm bẫy rất là tinh vi để bẫy lẫn nhau, và chỉ cần một bên đi sai một nấc cơ thì lập tức thua ngay. Đây cũng chính là một cái điểm mà các bạn có thể thường gặp đối với những cái thế cơ giang hồ. Ở trong những cái trường hợp mà nếu mà hai bên đều đi những nấc đi chính xác tuyệt đối thì thế cơ này sẽ dẫn đến một thế cơ hòa. Ở trong những bài tiếp theo thì mình sẽ tiếp tục giới thiệu đến các bạn những thế cơ giang hồ thường gặp trên vỉa hè với những đặc biến rất là tinh túy. Các bạn chú ý đón xem.